Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta có cái buổi thứ hai là trao đổi về kinh nghiệm nhập thất, và mình cũng đang ở trong cái mùa dịch, và tuy là cái nghị định 16 của chính phủ là về cách ly xã hội được gỡ, nhưng mà còn cái nghị định 15 có nghĩa là chúng ta không có tụ tập đông và phải giữ khoảng cách là 2 mét trở lên, và đồng thời là mình phải mang khẩu trang. Do đó mà tất cả mọi người ở trong chùa của mình đều phải tuân thủ. Nhất là nhắc nhở cái bà con nào có đến thăm chùa, chúng ta cũng như vậy, rồi ở bên phòng thuốc cũng vậy. Tại vì là dịch trên thế giới chưa có hết, và Việt Nam mình thì tạm lắng vậy thôi, chứ cũng còn nguy cơ tiềm ẩn. Do đó mà mình phải bảo vệ mình và bảo vệ những người xung quanh, những người thân của mình, cũng như là bảo vệ tất cả mọi người. Cái đó mới là điều tốt nhất. Và sáng mai 8 giờ chùa mình cho 200 phần quà cho bà con nghèo nhập cư và bà con khó khăn ở trong cái mùa dịch ở ấp 3 và 4 là đợt 1, rồi tuần sau chúng ta sẽ cho đợt 2, đợt 3, đợt 4, dần dần. Còn mình cho ở Bến Tre thì mới vừa cho 200 phần xong ở Bến Tre, và cho mấy cái trăm thùng nước. Bây giờ thì đang làm cái ATM nước ở tại Châu Thành. Có nghĩa là mình làm ATM nước đầu tiên ở Bến Tre luôn. Nghĩa là ai cũng lấy nước ngọt cung cấp thoải mái. Nhưng người chỉ lấy được 2 thùng, thêm thùng 25 lít lấy được 2 thùng lần. Bữa nay 25 tháng 4 năm 2020 nha. Mình học tiếp bài thứ hai kinh nghiệm nhập thất. Bữa nay chúng ta học cái bài chúng ta để lối vào. Chúng ta học cái bài lối vào. Cái con đường tu á, để đạt được cái kết quả vào thời bây giờ á, nói chung là khó lắm. Chứ là không phải là chuyện đơn giản. Tại vì những cái yếu tố khách quan và chủ quan. Yếu tố khách quan á, thì ở bên ngoài nó nhiều cái nó hấp dẫn mình quá. Còn yếu tố chủ quan á, thì là mình không có cố gắng, nỗ lực. Và mình á, cũng không chiến thắng được cái nội tâm của mình. Và đồng thời mình cũng bị nghiệp nó sâu dày. Cái quả báo của nghiệp nó rất là sâu dày. Cho nên á, là cả chủ quan đều khách quan. Là nếu mà tu bình thường là thua chắc. Nên á, quý vị, chúng ta phải có sự nỗ lực, một cái sự là tinh tấn, và một cái sự cần chuyên, một sự kiên nhẫn, một cái tâm dũng mãnh, một cái tâm đại hùng mà đại lực, và một cái lòng từ bi lớn và phước báo lớn, chúng ta mới có thể thành tựu trong cái kiếp sống này. Chứ còn bằng không là khó lắm. Tại ngày xưa đó, càng về xa xưa thì người ta càng là chất phát, thật thà. Còn bây giờ càng về sau á, do cái xã hội á, phát triển nên người ta là móng tâm ra bên ngoài nhiều quá, nên đi đến một cái sự
loạn động ở phía trong. Nên khi mà mình tu tập để cho thành tựu ở trong kiếp này thì chúng ta chỉ có được bốn cái thành tựu thôi. Tức là cái thành tựu thứ nhất là mình không đọa xứ, không đọa xứ. Mình không đọa xứ thì mình phải chứng sơ quả, chứng sơ quả. Đó là người phải chứng sơ quả. Cái thứ hai nữa là người ta phải chứng nhị quả. Cái thứ ba nữa thì phải chứng được là tam quả. Còn tứ quả chúng ta chứng không nổi đâu. Có nghĩa là tứ quả là vô sanh đó. Cái này là vô sanh. Tứ quả vô sanh thì cỡ bình thường chứng không nổi đâu. Có nghĩa là phải một cái người độc cư, thiền định, xả bỏ và trí tuệ sâu sắc, hiểu pháp sâu sắc đúng đắn và hành trì mới có khả năng chứng được tứ quả A-la-hán. Còn mình ở đây thì mình sẽ hướng về ba cái quả vị này. Do đó mà khi tu tập á quý vị, có nhiều cái cách thức tu khác nhau lắm, chứ không phải ai tu cũng như ai đâu. Ví dụ như mình thấy có người người ta niệm Phật, người ta cầu vãng sanh, thấy không? Niệm Phật. Có người là người ta tu là bằng cách là trì chú Mạng Đà La, trì chú. Nhưng mà có người tu là người ta tu thiền. Nhưng mà thiền thì có nhiều cái dòng thiền, có nhiều cách thức thiền khác nhau. Do đó mà khi mà mình học ví dụ như là cư sĩ hoặc tu sĩ, bây giờ học cũng khó, khác nhau lắm. Tại vì ở trên mạng bây giờ là thời buổi 4.0 mà, nên thế giới là thế giới phẳng, nên ai cũng có thể xem được hết á. Ví dụ mình tra mạng lên, ví dụ như Kinh Lăng Già, mình đánh Kinh Lăng Già. Ví dụ như Chứng Đạo Ca, mình đánh Chứng Đạo Ca. Kinh Duyên Giác, đánh Kinh Duyên Giác. Hoặc là các cái kinh điển gì mà mình muốn tìm hiểu, đánh cái lên có hết, người ta đọc hết. Nên đó là tu sĩ với cư sĩ không có cái ngăn cách về mặt kiến thức ngày nay. Nhưng mà về mặt khác biệt thì tu sĩ phải khác biệt cư sĩ. Là tại vì cái người tu sĩ ta khác biệt với nhau về giới. Ví dụ như vị tỳ kheo thì là có 250 giới, tỳ kheo ni có 348 giới. Nhưng mà cái người cư sĩ thì có 5 giới, 8 giới, 10 giới. Rồi đó là nếu có ai thọ Bồ Tát giới thì chỉ có 58 giới. Ví dụ như vậy đó. Chỉ khác nhau thì cái người tu sĩ với cái người cư sĩ khác nhau về giới, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái hoàn cảnh tu, tức là cái hoàn cảnh tu. Hoàn cảnh tu. Cái người tu sĩ ở trong chùa, nếu chúng ta cố gắng tu tập thì dễ dàng tu hơn người cư sĩ. Người cư sĩ nào là vợ, chồng, con, cái, rồi tiền, bạc, áp lực, công việc. Còn người tu sĩ ở chùa, cái gì chứ, công việc ăn học, tụng kinh, bái sám, vân vân. Nhưng cái sự đắc là không có động chạm tới cái người cư sĩ hoặc là người tu sĩ, mà cái sự đắc là ở chỗ tâm. Ở chỗ tâm, tiếng Bali gọi là chitta, tức là ở chỗ tâm. Cái hơn thua nhau là ở một cái trạng thái tâm. Mình tu tập hơn thua nhau chỉ có nhiều đó thôi đó, ở một cái trạng thái tâm. Quý vị thấy là ví dụ như ở này là nước H2O ha, ở đây là H2O, nước là H2O. Thì cái khối lượng riêng của nước là 1 kg bằng 1 decimet khối. Không, 1 decimet khối. 1 decimet khối là 1 kg nước. Như vậy thì cái gì đó, cái khối lượng riêng của nó mà nó lớn hơn nước thì nó chìm. Mà vì nó nhẹ hơn nước thì nó nổi, nhẹ hơn thì nó nổi. Như vậy thì mình thấy xăng thì 0.75 chứ dầu thì 0.8, tức là nó nhẹ hơn nước thì nó sẽ nổi lên trên mặt nước. Cái đây là cái quy luật của tạo hóa, cái luật của tạo hóa, luật nha. Luật của tạo hóa. Như vậy tâm mình cũng vậy. Tâm là mình có nghe cái từ trọng trược không? Cái từ trọng trược, trược là dơ, trọng là nặng, chữ này nặng nè. Vậy thì nặng so với cái gì? Cái này nặng so với gì? Nó không so với gì hết
mà là cái nào nhẹ nó lên trên, cái nào nặng nó xuống dưới. Tức là cái tâm á, khi mà con người ta chết à, có gì khi á, mà con người ta lúc chết thì trước lúc chết á, có một cái tâm sanh ra, tức là cái tâm cận tử à, cái tâm cận tử sanh ra. Trước lúc chết này, cái tâm mình bình thường nhiều cái tâm lắm, tức là phần danh của mình nhiều thứ lắm, nhưng trước khi chết á, thì là có một tâm cận tử nó sanh ra. Khi các cái tâm khác nó diệt đi thì cái tâm cận tử này nó sanh ra. Và đang lúc chết á, thì cái tâm cận tử này nó diệt đi. Lúc chết á, tâm cận tử diệt đi thì một cái tâm sanh ra gọi là tâm tái sanh. À, tâm tái sanh để sanh ra. Tâm tái sanh là nó quyết định cái đời sống sau nè. Như vậy thì trong cái tâm tái sanh này nó chứa những cái tâm gì? À, đây là chỗ này nè. À, nó chứa những cái tâm gì ở tâm tái sanh nè, nó ăn thua chỗ này nè. Rồi cái tâm cận tử là cái tâm này trước khi chết nó xuất hiện cái tâm này. Là khi mà người ta gần chết á, nghe không quý vị, thì á, các cái dòng nghiệp, cái dòng karma à, tiếng Pali á, à, gọi là karma, tức là mình đọc là karma karma á, thì cái dòng nghiệp karma này nè, nó tràn về, nó sẽ dệt nên những cái hình ảnh, à, dệt nên những hình ảnh, nó tạo thành hình ảnh, thì lúc đó mình mới bắt những cái hình ảnh này nè. Mà hình ảnh này là do những cái nghiệp mình đã làm, thì cái gì mà nó sâu sắc đối với mình á thì là nó hiện ngược lại về. À, thì lập tức cái tâm cận tử nè, nó bắt cái hình ảnh này. Nó bắt hình ảnh này thì nó bắt cái hình ảnh nào, mà hình ảnh nào á mà nó về đó thì nó tương đương với cái cảnh giới mà người ta sanh ra. À, như vậy thì tâm cận tử nó mới chuyển qua cái tâm tái sanh, và tâm tái sanh sẽ dẫn á, cái hạt giống của thức á. Ừ, cái hạt giống của thức, cái hạt giống của thức à, đi tái sanh. Như vậy thì cái quan trọng này là tâm tái sanh chỗ này. Mà tâm tái sanh á thì nó phụ thuộc cái tâm cận tử, mà tâm cận tử á thì nó phụ thuộc vào karma, à, phụ thuộc vào nghiệp. À, thấy không, nó phụ thuộc vào nghiệp. Như vậy á thì cái gì để mà tạo nên nghiệp này, à, cái gì để tạo nên nghiệp này là cái quan trọng đó. Về cái gì tạo nghiệp này á thì đó là phiền não. À, phiền não tạo nghiệp. Mà phiền não á, nó tạo nghiệp á thì là phiền não ác. À, phiền não ác à, tức là bất thiện. Bất thiện. Như thế nào bất thiện? Bình thường á quý vị, mình không có hiểu bất thiện với thiện đâu. Mình tính là thiện á là mình phải bố thí, rồi mình cho tặng người ta, đó là thiện. Còn bất thiện á là mình đánh người ta, mình đấm người ta, mình chửi người ta, bất thiện. Mình cứ nghĩ như vậy đó. À, mình cứ nghĩ vậy đó. Nhưng mà ở trong A Tỳ Đàm hoặc là kinh mà Đức Phật dạy á, tức là ở trong Nikaya á, quý vị á, học á, học nhớ là học từ kinh gốc học ra nha. Kinh gốc này á, quý vị đừng có phân biệt Nam Truyền, Bắc Truyền hay là Tiểu Thừa, Đại Thừa. Cái đó là câu chữ thôi, không là gì hả cả. Cái gốc của vấn đề đó là mình phải nghiên cứu coi cái kinh nào là Đức Phật thiết đầu tiên, rồi người ta mới kết tập nè. Kết tập kinh điển đó là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày kết tập, rồi tới 100 năm kết tập, gần 300 năm kết tập, thì cái kinh mà gốc nhất của tất cả các vị tổ đó gọi là kinh điển Nikaya. À, Nikaya, kinh điển này là kinh điển Pali. À, kinh điển này kinh điển Pali. Như vậy thì mình phải đọc cái bộ kinh này, năm cái bộ kinh này nè. Do đó mà chùa mình hàng ngày lên bài đó, chân niệm nguyệt lên đó, chúng ta cố gắng nghe ở trong group Zalo đó, chúng ta nghe những cái bài kinh Nikaya thiết yếu. Khi chúng ta học kinh Nikaya này rồi nè, chúng ta học qua kinh điển A Hàm, à, kinh điển A Hàm, rồi chúng ta học qua kinh điển Hán Tạng, à, Hán Tạng, rồi đến tới Đại Thừa Phật Giáo, vân vân, thì chúng ta sẽ hệ thống được là như thế nào, cái nào nó xuất phát từ cái nào, thì lúc đó người ta mới đi mới vững được. Chứ còn bằng không, ví dụ như thấy Đại Thừa ham nhảy vô rồi nói kinh này thì Tiểu Thừa không học được, là quý vị sẽ bị cái câu chữ nó gài bẫy mình không bao giờ tu chứng đắc được đâu. Do đó mà mình á, học phải từ kinh điển Nikaya, à, học dài lên là cái kinh gốc đầu tiên mà kết tập bằng kinh điển Pali. Đó là kinh điển Nikaya bằng tiếng á, à, thì tiếng Pali. Như vậy thì cái gì là cái bất thiện? À, bất thiện á, thì ở trong kinh điển Pali á, gọi là Akusala, à, tức là bất thiện. À, bất thiện, ví dụ bất thiện nghiệp thì gọi là Akusala Kamma, à, tức là Akusala, à, tức đây gọi là bất thiện, à, đây là bất thiện.
Như cái tâm nào thì gọi là tâm bất thiện. Tâm bất thiện này nó sẽ tạo thành nghiệp. Tâm bất thiện á quý vị, nó sẽ tạo thành nghiệp. Tâm bất thiện á nó sẽ xuất phát từ ba cái gốc. Một cái tâm nào, cái tâm bất thiện nó xuất phát từ ba gốc. Cái gốc á là nó là lô pha, đây là cái gốc á là tham. Cái thứ hai á là đô xá, là gốc là sân. Thứ ba á, là mô há, gốc là si. Tức cái nào mà xuất phát từ ba cái này á thì tâm đó gọi là tâm bất thiện. Tức là á cú sa lá chít tá là tâm bất thiện. Á cú sa lá tích chá. Thầy cố gắng á, thầy lấy từ những cái từ nguyên mẫu trong kinh điển gốc của Đức Phật dạy. Đây là tiếng của Đức Phật dạy xưa luôn, tiếng Magadhi. Sau này ta mới kết hợp với phương ngữ thành cái tiếng Pali ngày nay mà được kết tập trong kinh đó. Thì đây là mô xá ha. Si. Như vậy thì cái gì mà nó xuất phát từ tham, từ sân, từ si thì là cái đó là bất thiện. Trong cái tham này có nặng nhất ha, một cái loại là tăng há. Cái nặng nhất là tăng há là tham dục. Cái này thì gọi là tham dục. Tăng há gọi là tham dục. Như vậy thì cái chỗ mình đặt ra, cái lối mình vào á là nó bắt đầu từ cái này nè. Ở trong tam giới á, dục, sắc và vô sắc thì là nó phụ thuộc vào nghiệp này hết nè. Nó phụ thuộc vào karma á, là nghiệp này nè. Vậy thì cái gì để sanh ra nghiệp? Trong thập nhị nhân duyên á, Đức Phật dạy á là vô minh. Vô minh avicca vô minh. Vô minh sanh hành, phải không? Phải vô minh sanh hành không? Hành đó tức là hành nghiệp đó. Hành đó hành nghiệp đó. Sankhara tức là hành nghiệp đó. Sankhara tức là hành nghiệp. Vô minh thì sanh ra hành nghiệp. Cái chữ đó là vô minh đó, sanh ra hành nghiệp. Ngày xưa quý vị, thầy đọc là sợ tiếng Pali lắm. Có nghĩa là sao thấy nó nhùi đắm. Ai nhà đâu mình học nó không phải khó, nó ghép chữ nhau rồi nó chia nhau thôi. Thầy học có đâu có bao lâu đâu, hình như là những cái căn bản là mình thuộc hết trơn, biết trơn. Tại sao lại có câu đó? Ví dụ như là chữ Buddha là chữ Phật, mà bây giờ mình thấy người ta viết là Buddha, Buddha, Buddha đọc là Buddha, Buddha, Buddha. Tại sao vậy? Cái gì thì là cái cách chia thôi. Ví dụ như là cái chữ đứng trước thì chia thành thô, mà chữ đứng sau á thì chia thành thăng, đằng thành m chấm ở dưới đó thì là chữ thăng, hiểu không? Ví dụ như á là bút thăng xê ra năng cá cha mí, là mình quy y Phật thì Phật ở sao? Tuy là Phật đứng ngoài trước, cái từ đứng trước, nhưng mà là cái ý nghĩa nằm ở đằng sau thì chia thành là chữ thăng. Mà nếu mà là Đức Phật á, Đức Phật làm cái gì đó thì Đức Phật đứng trước thì là Buddha. Cái gì hiểu đó không? Đó mình thấy mà cái chữ nguyên gốc nó là Buddha. Buddha tức là Buddha đó, mình dịch tiếng Anh nó gọi là Buddha. Nên mình học cái trên câu mình biết trơn à. Trong trường hợp nào nó viết như vậy đó, có nghĩa là cái câu đó là như thế nào, có 8 cách để mà chia đó đó. Khi mình học rồi mình đọc cái tiếng Pali, trong kinh Pali người ta ghi chú á, mình thấy rất là thoải mái. Giờ mình biết cái từ gốc, từ gốc người ta gọi là từ căn. Ký hiệu đây nè, từ gốc gọi là từ căn. Thì từ gốc đó nó mới chia ra số ít, chia làm sao, số nhiều, chia làm sao. Ví dụ gì đó, số ít, rồi số nhiều. Rồi là từ đó là chia ở cái giống gì, giống đực, giống cái, giống chung. Có ba giống, giống đực, giống cái, giống chung. Vậy thì cái nào đi giống nào thì chia từ y chát giống đó, vậy đó là nó ra đó. Nên cũng dễ lắm chứ không phải khó. Kiên nhẫn, học từ từ để chúng ta hiểu được cái ngôn ngữ Pali gốc, là tiếng này là tiếng Đức Phật thuyết ngày xưa, đó là tiếng Magadhi. Tiếng Magadhi, tiếng Magadhi mà đọc là Magadhi. Tiếng Magadhi là tiếng Magadhi, là của nước Ma Kiệt Đà, mình dịch ra Ma Kiệt Đà. Ma Kiệt Đà, tiếng này là tiếng Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà
cái quê hương của Đức Phật á, thì không có nói tiếng này, mà quê hương Đức Phật thì nói tiếng á, là Sanskrit, à, tiếng Phạn. Tiếng Phạn của Bắc Phạn là tiếng Sanskrit, dành cho giai cấp Bà La Môn, giai cấp cao quý, giai cấp sắc đế lợi. Nhưng mà chỉ có 5% dân số của Ấn Độ thôi, còn Magadhi xài tiếng Magadhi tới 95% lận. Vì vậy đố quý vị, trên lúc đó Đức Phật thuyết tiếng nào? Đức Phật đi thuyết pháp á, cái dân giàu á thì ta nói tiếng Sanskrit nè, nói tiếng Phạn, mà có 5% dân số mà. Còn tất cả các tầng lớp ở trong xã hội á thì nói tiếng Magadhi. À, như vậy thì Đức Phật lúc đó ngài là bậc đại trí tuệ, ngài nói tiếng nào? Nếu ngài nói tiếng Phạn này nè thì 95% này không ai biết hết. À, thì độ ai? À, quý vị, mà giai cấp Bà La Môn lúc đó cũng khó độ lắm. À, tại vì người ta quen kinh điển Vệ Đà rồi. Do đó mà Đức Phật độ hết tất cả mọi người, nên Đức Phật phải dùng cái thứ tiếng bình dân nhất là tiếng Magadhi. Sau này người ta chỉnh sửa theo cái phương ngữ nữa mới ra được đó gọi là tiếng Bali. À, tiếng Bali. À, nên giữ cái tiếng Bali này á, là từ cái gốc của tiếng Magadhi nè, mà không có chữ viết. Nó không có chữ viết. Đi tới nước nào người ta viết chữ của nước đó. Ở có hiểu không? Đi tới nước nào người ta lấy chữ nước đó, viết chữ nước đó thành cái âm của Bali. Bây giờ ví dụ như mình là cái chữ đi, à, ví dụ tiếng Việt Nam mình là chữ đi, hiểu không? Thì cái tiếng Việt mình á, mới mượn cái ngôn ngữ của Trung Hoa đó, gọi là tiếng Nôm đó, thì đọc ra thành chữ đi. À, có hiểu không? À, thì cái âm đó, người ta lấy cái chữ của nước đó, ta làm nên cái âm đó. Nên chữ Bali vô số những chữ khác nhau, nhưng tiếng Bali có một tiếng thôi. Người ta đọc lên giống nhau hết, nhưng mà chữ viết khác nhau hết, mà lúc người ta đọc lên giống nhau. Sau này á, ta mới lấy cái âm á, gọi là Roma Alphabet, thì à, gọi là ngôn ngữ Latin. À, ngôn ngữ Latin là mình nè, A, B, C, D, 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 E, F nè, viết thành chữ Bali bây giờ nè. À, đây là ngôn ngữ thống nhất quốc tế về chữ Bali. Bị hiểu không? À, nên cái này không phải là chữ Bali, mà chữ Bali nó mèo 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 gì xưa à, vậy đó. Nhưng mà bây giờ đây là chữ Bali nè. À, thì đó là lấy cái mẫu từ Latin giống như tiếng Việt, tiếng Anh gì mình đó, à, ghép lại thành chữ Bali. Nên á, mình tính mình tìm cái chữ Bali không có đâu, mà là ngôn ngữ Bali, tức là tiếng nói thôi. Ví dụ như Akusala thì trong Bali á, ví dụ như tiếng Campuchia đi, à, nó viết ra, à, viết đây, à, ví dụ như vậy đi nha, là Á Cú Sa Lá, ví dụ như vậy thì mình đọc tiếng Campuchia dẫn lên cái âm là Á Cú Sa Lá, nhưng mà ta viết thì nó vậy đó, ngoằn 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 qua Thái Lan vậy, ta viết lấy chữ Thái Lan ta viết thành Á Cú Sa Lá, hiểu không? Còn bây giờ á, ai đi học chung một cái ngôn ngữ á, thì cái ngôn ngữ đó là lấy mẫu từ Latin A B C D E F, tiếng Pháp cũng dùng, tiếng Anh cũng dùng, tiếng Việt cũng dùng, và số tiếng nước trên thế giới vậy người ta dùng luôn. Do đó nếu mà mình muốn học căn bản, à, về Phật học mà hiểu Phật pháp để đi vào được, đi vào nghĩa là gì, à, lối vào nghĩa là gì, làm tu làm sao đó, lối vào nghĩa là tu làm sao đó. Có nhiều người tu quá trời tu, à, nhưng mà cuối cùng không vào được. Vào này là vào đâu? À, tức là vào cửa Phật đó quý vị. À, vào cửa Phật, mà cửa Phật á là cửa gì? À, cửa Phật là cửa giải thoát. À, cửa giải thoát. À, cửa Phật là cửa giải thoát. Giải thoát nó nghĩa là cái gì? À, giải thoát là gì? Giải thoát là giải thoát khỏi đau khổ. À, giải thoát có nghĩa là khỏi đau khổ, không còn đau khổ á. Chúng ta bị đau khổ ràng buộc, à, nên bây giờ á, chúng ta giải thoát là hết khổ. Hết khổ không phải khổ ràng buộc mình đâu, mà là cái nguyên nhân khổ ràng buộc. À, nguyên nhân khổ ràng buộc, nguyên nhân khổ ràng buộc mình nên mình mới khổ. Do đó người ta giải thoát là giải thoát nguyên nhân của khổ. Vì cái gì làm cho mình khổ thì mình tu đúng cái đó là nó vào, à, đúng cái đó là cái lối vào. Còn á, ví dụ như cái đó làm cho mình khổ mà mình tu ở đâu đâu á, mình không có đề cập gì cái đó hết trơn á, à, quý vị, mình tu ở đâu đâu á. Bây giờ ví dụ nha, sân làm cho mình khổ mà mình cứ chiều theo sân mình làm hoài vậy đó. Rồi đằng này mình tu nha, mình lên nó đánh beng beng tùng tùng beng beng cốc cốc, mình tu hoài, sân làm cho mình khổ. À, mà mình làm vậy á, không diệt được sân. Có nghĩa là mình không biết cái lối vào. Mình thì hiểu cho đó không? Không biết lối vào. Lối vào có nghĩa là cái gì làm cho mình khổ, cái gì làm cho mình ràng buộc,
cái gì làm cho mình luân hồi, cái gì làm cho mình khó chịu, thì cái đó chính là cái nguyên nhân của đau khổ. Nên mình phải cần phải đoạn lìa, mình cần phải diệt nó. Nên ở trên đời này á, quý vị, là có ba cái khổ thôi. Bữa hôm ta học đó, nhắc lại nha. Ở trên đời này có ba cái khổ thôi à. Khổ á, có ba cái. Cảm thọ có ba, khổ có ba. Ở đời này có ba khổ thôi. Nhưng mà tại vì khi mà chia ra cụ thể á, thì Đức Phật chia ra cụ thể ở trong đời sống thôi. Chứ thực ra cái gốc của khổ có ba cái khổ à. Tức là hoại khổ. Hoại khổ. Hoại khổ nghĩa là gì? Mất đi những cái gì mình thích. Mất đi những cái gì mình thích là hoại khổ. Nhớ là hoại khổ là mất đi, mất cái mình thích. Không tin hả? Mình thích cái gì cái đó nó mất đi. Có thể nó tan biến, có thể nó dời đổi, thì là mình rất là khổ. Ví dụ như người vợ có một ông chồng, mình rất thích ổng, mình rất thương ổng, tự nhiên đi có vợ bé, ông bỏ mình, người ta không nhảy xong luôn. Cái gì người ta nhảy xong luôn. Tại vì á, là ta chịu đâu có nổi cái cảnh đó. Cái đó cảnh đó là gọi là hoại khổ là vậy đó. Hoặc là mất đồ. Ví dụ như á, cái mặt mình á, hồi nhỏ rất là đẹp. Bây giờ dơ lên kiến, cái tóc nó bạc trắng, nhăn nheo, hồi nhìn cái mình thấy quái, còn ớn chạy đậu luôn. Cái gì như vậy đó, cái hoại khổ đó, nó hoại đi rồi. Nó mất đi những cái mình thích rồi. Cái hồi 18 đó, nó đẹp vậy đó, bây giờ nó nhăn nheo, nhằn nhèo vậy này. Thấy không? Cái đó gọi là hoại khổ đó. Nhưng mà quý vị biết á, là thế giới là thế giới của thành, của trụ, của hoại, của không. Pháp nào sanh ra rồi thì nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không. Quý vị, thậm chí trong tâm thức mình cũng vậy nữa, quý vị, nó sanh ra ít nhất là một cái một sắc na. Cái gì sanh ra ít nhất là ba sắc na. Có nghĩa là một sắc na là một đơn vị. Một sắc na là đơn vị nhỏ nhất của đơn vị thời gian của bên Phật giáo. Thì pháp na, sắc na sanh, sắc na trụ, sắc na diệt. Sanh, sắc na sanh, sắc na trụ, sắc na diệt. Mình thấy chưa? Như vậy sanh, trụ, sắc na diệt. Như vậy thì cái diệt là cái mất đi, mà mất cái mình thích nha. Mất cái mình thích thì cái đó làm cho mình khổ. Cái đó gọi là hoại khổ. Cái thứ hai là khổ khổ. Khổ khổ là có mặt những cái gì mà mình không ưa. Có mặt những cái gì mình không ưa. Có mặt cái không ưa. Ví dụ như mình ở kế phòng bên, cái người bên kia mình không có ưa nha. Dầu cho không thấy mặt mà biết người đó đang nằm kế bên mình, cách vách tường thôi cũng bực mình. Tin không? Chứ đừng có nói mà thấy mặt. Thấy mặt còn ói máu. Mà biết họ đang nằm ở đó đó, cặp bên mình đó, mình cũng bực mình đó. Tuy không có dính gì mà tới mình chứ nha. Còn đừng nói gặp ăn nhau, còn đừng nói ăn chung, đừng nói sống chung, đừng nói tắm chung. Như vậy á, thì khổ khổ là như vậy đó. Khổ khổ tức là có mặt nhiều cái thứ mà mình không có thích ở trên đời này. Quý vị, bây giờ cái mặt nó nhăn nhèo hết, nó có trên mặt mình á. Đó, có cái mình không thích nè, nó đang có nè, cái không thích. Ví dụ như mình thích mắt 2 mí mà mắt mình 1 mí. Nó đẩy lên trên mắt mình, nó có 1 mí 1 à. Vậy có cái mà mình không có thích, khổ không? Đó là khổ khổ mà đâu phải một cái đâu. Nó rất là nhiều cái ở trong cuộc đời này. Cái đó chỉ nói đơn cử một cái thôi. Như vậy thì cái đó gọi là khổ khổ. Còn cái thứ ba nữa là hành khổ. Hành khổ. Hành khổ có nghĩa là tất cả những cái hiện diện ở trên thế gian này. Tất cả hiện diện thế gian này là hành đó. Hành tức là những cái gì nó sanh ra đang vận động. Thì cái đó là hành. Tức là tất cả những cái đang hiện diện. Tất cả cái hiện diện. Tất cả cái hiện diện nó phải chịu gì? Thành trụ hoại không? Thành trụ hoại không? Bây giờ ví dụ như nó thành, nó đi tới với mình, nó thành với trụ đi tới với mình, mà cái mà mình không thích, nhưng mà hạnh trụ tới mình, khổ không? Còn cái mình thích nó hoại nó không, khổ không? Như vậy đó là hành khổ, đó là hiện diện. Tất cả những cái trên thế gian đều là khổ hết.
Ngày nào mà mình ý thức được rằng những cái gì có trên đời này nó đều đem đến cho mình khổ. Mình suy nghĩ chút xíu đi. Tất cả các thứ chứ không phải là một thứ đâu trên đời này. À, quý vị, tại sao? Tại vì mình chấp thủ. À, mình chấp thủ. Chấp thủ nghĩa là gì? Chấp thủ là mình giữ chặt nó. Chấp thủ là mình giữ chặt nó theo hai cái quan niệm: thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến là mình cho nó còn hoài, đoạn kiến làm cho nó tiêu diệt. À, đoạn kiến là hai cái tà kiến, thường kiến, đoạn kiến. Ví dụ như mình học kinh Bát Nhã, trên đời này cái gì cũng không có tồn tại, trên cái gì nó cũng mất, không gì không còn tồn tại, không thầy, không trò, không con, không vợ, không chồng, không gì hết. Bát Nhã mà không, đoạn kiến, tà kiến không phải của Phật pháp đâu, không đâu mà không. À, có gì? Có gì hiểu không? Nhưng mà bây giờ á, mình nói cái gì ở trên đời này, ví dụ như người ta có cái linh hồn, chết đi rồi cái linh hồn đó nó sẽ nhập vô xác khác, nó nhập vô xác khác, nó nhập vô xác khác, rồi giống hệt như đổi nhà, đổi chỗ ra. Cái đó gọi là thường kiến, nó có linh hồn còn hoài. Nó đâu phải vậy. Không có một cái linh hồn nhập ra nhập vô, mà là cái sau kế thừa cái trước. Thằng trước chết thì thằng sau nó mới có, thằng sau chết thằng sau nó mới có nữa. Bây giờ ví dụ nè, trong cái tái sanh á, luân hồi và tái sanh á, nên nó quý vị nào á sẽ tìm xem 110 cái bài giảng mà Phật pháp dở lòng. Thầy giảng tất cả các lĩnh vực, từ luân hồi, sanh tử, nghiệp báo, tất cả các cái 110 bài. À, thầy giảng xong rồi, là 110 bài Phật pháp dở lòng, tức là biết hết. Ở trong đó từ kết tập kinh điển gì đó, làm sao chết đi gì đâu, làm sao rồi thành thánh, làm sao ví dụ như vậy đó. Nhưng mà những cái rất là căn bản nhất, giờ ta xem cái 110 bài Phật pháp vỡ lòng. Mai mốt á làm lại một cái catalog nha, điểm nguyệt á, làm lại catalog rồi bắt đầu mình sẽ lên theo những từng cái chủ đề nè. À, thì thầy đang giảng á, thầy giảng về A Tỳ Đàm thắng pháp. Tại vì khi biết A Tỳ Đàm rồi thì đọc kinh chỗ nào cũng hiểu, chứ hiểu cách sâu sắc luôn. À, bây giờ ví dụ như ha, đọc kinh á, Đức Phật dạy vô minh, do vô minh sanh hành, hành sanh thức, nhưng mà mình không biết vô minh là gì. Rồi bây giờ nói si mê, si mê á là mô há, si mê. Rồi đó vô minh là không sáng, si mê cũng không sáng luôn. Vậy thì si mê với vô minh sắc nhau ở chỗ nào? Có gì không? Mình đâu biết. Nhưng mà A Tỳ Đàm ta sẽ giải thích cho mình biết á, là trong tâm mình nó sanh khởi cái đó. À, như vậy thì cái sanh khởi đó là vô minh á, cái sanh khởi đây là si mê. Đã không? Sân á thì nó có tâm sân và tâm sở hữu. Và Chitarika, tâm sở hữu. À, như vậy thì sở hữu của sân, có sân mới có nó, không có sân không có nó, vì nó là sở hữu của sân. Ví dụ như vậy đó, không phải là một tâm đâu, nhiều tâm lắm, sợ hãi cũng là một tâm sân đấy. Bây giờ A Tỳ Đàm ta phân tích ra hết, nên mình biết Đức Phật nói sân là nhiều tâm chứ không phải chỉ có một tâm. Quý vị hiểu không? Do đó khi mà chúng ta nghe kinh của kinh điển Nikaya, hoặc là kinh điển Sanskrit, hoặc là kinh điển Hán Tạng, nói tới cái từ ngữ đó, mà khi mà Đức Phật giảng á, ngài nói qua vậy thôi chứ không có giải thích lại từng miếng đó được. Nhưng mà khi chúng ta học A Tỳ Đàm, có nghĩa là học thắng pháp, vi diệu pháp, biết hết, một loạt hết, không? 121 tâm, 121 tâm sở, biết hết, rồi tâm vương biết hết, tâm sở biết hết. Như vậy á, thì chúng ta sẽ biết được cái tâm nào. Như vậy khi á, mà mình tu tập á, tâm nào nó khởi lên, mình biết liền đó là tâm đó đó, chính nó đó. Để gì nó khởi lên sao, rồi tiêu diệt nó làm sao, nó tồn tại làm sao, rồi nó khởi nó kèm với thọ hỷ thọ ưu như thế nào, rồi nó đi tới quá khứ hiện tại vị lai. Vậy thì cái nào sơ thiền diệt được, cái nào nhị thiền diệt được, cái nào tam thiền diệt được, hoặc là cái nào mình bố thí diệt được, đô ná, tức là chúng ta bố thí chúng ta diệt được. Như vậy thì A Tỳ Đàm nó sẽ giúp mình nha. Vậy thì chúng ta đón xem cái loạt của A Tỳ Đàm, cũng vài chục bài về A Tỳ Đàm. Nếu A Tỳ Đàm 7 quyển á, mà giảng hết á, thì nó cũng khoảng 150 bài. Nhưng mà nếu mà mình giảng cách căn bản á, thì thầy chỉ giảng A Tỳ Đàm căn bản thôi. Thì thầm á. Tức là áp thí thầm á, tức là A Tỳ Đàm đó, tức là vi diệu pháp á. Như vậy á, thì
Nên quý vị đón nghe này nha, 110 bài Phật Pháp vỡ lòng và đón A Tỳ Đàm xong thì thầy sẽ giảng qua kinh điển Nikaya, giảng hết bộ Nikaya luôn. Nói chung là cái hoài bảo rồi, hết bộ Nikaya, nhưng mình phải học Phật Pháp vỡ lòng trước, rồi mới học A Tỳ Đàm sau, mới học tới Nikaya, rồi mới tới kinh điển Đại Thừa. Đó một cái hệ thống như vậy đó, là mình sẽ biết hết, không có biết cái nào hết á. Lối vào là lối nào, mình ở tại vị trí nào, mình sẽ vào nó như thế nào, tức là cái mình tu tập như thế nào để được thành thành thánh quả, có nghĩa là để được đoạn diệt tất cả các đau khổ. Do đó mà có ba cái khổ này nó đang làm, nó đang bức bách mình. Như vậy thì mình sẽ xem qua cái thiện cái ác của cái karma, tức là cái nghiệp của thiện ác. Như vậy thì như thế nào gọi là bất thiện, như thế nào gọi là thiện. Chúng ta khởi lên cái tâm, ví dụ chúng ta khởi lên tâm như thế nào gọi là thiện, như thế nào gọi là bất thiện. Cái bất thiện kusala thì là đây là thiện. Rồi tiếng Pali cái chữ A ngoài trước là nó sẽ ngược lại, tức là nó là câu phủ định, akusala tức là bất thiện. Cái tâm nào mà nó khởi lên cái gốc của nó gọi là căn á, cái gốc của nó là tham sân si, tham lobha, lobha là mình gọi cái lobha đó, sân là dosa, rồi si moha, tức là cái nào mà nó khởi lên từ tham, từ sân, từ si thì cái đó gọi là akusala, bất thiện. Bây giờ ví dụ nha, từ cái tâm sân đó mình mới nghĩ cái cách, từ cái sân đó mình mới thù, từ cái sân đó mình mới quán, từ cái sân đó mình mới bực mình, từ cái sân đó mình mới nghĩ cái cách ra để mình báo thù, nghĩ cách mình hại người ta, thì tất cả những cái đó là bất thiện. Khi cái đó nó sẽ sanh ra một bất thiện nghiệp. Như vậy thì cái bất thiện nghiệp nó sanh ra từ cái gốc của tham, sân và si. Cái bất thiện á, tức là cái nghiệp nó sanh ra từ cái tham, sân và si. Như vậy á, thì khi mà người ta tu tập á quý vị, mà tại sao nó lại sanh ra từ tham, từ sân, từ si? Quý vị, là tại vì á, người ta bị vô minh và chấp thủ. Có hai cái, vô minh, chấp thủ và dục. Tăng há nè. Đây á, là dục, ái dục, tham dục. Rồi vô minh, avijja, vô minh, rồi chấp thủ. Như vậy á thì nó bắt đầu từ cái dục nè. Dục này nó mới sanh ra tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến, phú, não, tật, sang, kiêu, cuồng, xiểm hại. Và nó nằm trong cái vô minh nè, nằm trong vô minh nè. Rồi bắt đầu nó mới sanh ra các cái tâm này là tâm sở. Thì ở đây á, ta được gọi á là tâm phiền não. Tâm sở đó gọi là phiền não. Cái gốc của vấn đề là nó nằm ở cái chỗ tăng há, tức là cái chỗ ham muốn để thỏa cái ham muốn. Ví dụ như á, mình tại sao bước chân lên? Tại vì mình muốn đi. Tại sao đặt chân xuống? Tại mình muốn để xuống. Tại sao mình suy nghĩ? Tại mình muốn suy nghĩ. Tại sao mình làm? Mình lại là mình muốn làm. Bắt đầu từ cái nó thỏa mãn cái ham muốn nè. Nếu mà nó thỏa mãn ham muốn thì sanh ra tham. Nó thỏa mãn cái tăng há nè, tức là thỏa mãn cái ham muốn á, thì là sanh ra lobha, là sanh ra tham. Không thỏa mãn cái ham muốn thì nó sanh ra cái tâm sân. Sanh ra tâm sân. Và các cái tâm khác nó làm cho tâm mình bị hám độn thì đó là si nó sanh ra. Si nó sanh ra. Mà tham sân si này nó lại là sanh ra nghiệp, tại vì cái nghiệp nó bắt đầu từ bất thiện pháp này nè, nó sanh ra nghiệp là tham mát. Như vậy á thì khi mình tu tập á quý vị, là mình phải rời xa cái thỏa mãn nè. Mình rời xa thỏa mãn. Ví dụ như á là
mình làm gì á mình cũng khoái cái thỏa mãn hết á, mình làm gì mình khoái thỏa mãn vậy á. Nhưng khi mà mình tu tập mình rời xa cái thỏa mãn là cái không thể. Tại sao? Tại vì cái thỏa mãn là cái mình thích, cái thỏa mãn là cái mình thích nên mình không có thể mình rời xa nó. Mọi người muốn rời xa nó thì cái người đó có một cái thứ gọi là chánh chi kiến, gọi là chánh chi kiến. Mình chánh chi kiến mới rời xa nó được, không chánh chi kiến không rời xa nó được. Mà có chánh chi kiến có nghĩa là mình hiểu bản chất của nó. Bây giờ ví dụ nha, mình muốn là thỏa mãn dục. Vì thì cái gì thỏa mãn dục? Cái thân thỏa mãn dục, con mắt thỏa mãn dục, cái lỗ mũi thỏa mãn dục, cái lỗ tai thỏa mãn dục. Nói chung là chúng ta có 6 cái loại. Con người mình chỉ có 6 căn thôi à. Con người mình là có 6 căn. Như vậy dục nó thỏa mãn cái gì vậy? Dục nó thỏa mãn cái gì? Tức là cái dục nó thỏa mãn các căn, thỏa mãn các căn của mình, nó thỏa mãn. Như vậy thì con mắt mình nó thỏa mãn, đúng không? Bây giờ ví dụ nha, mình nhìn cái đó, bây giờ mình nhắm mắt lại, mình nhắm mắt lại mình có thấy cái đó không? Không thấy, phải không? Bây giờ mình mở mắt ra, nhưng mà tâm mình suy nghĩ ở đâu mình có thấy cái đó không? Bây giờ nó lại nè, ở giờ mắt mình nhìn ở đây, mình thấy phải không? Nhắm mắt lại không thấy phải không? Nhưng khi nhìn mà tâm mình để đâu á, mình đang suy nghĩ chỗ nào á, mình có thấy không? Nghĩ kỹ chứ coi thấy không? Bây giờ dù mình vẫn nhìn đó đó, nhưng mà nào đi ngang mình không thấy, tại vì mình không có chú tâm, không có chú tâm. Bởi vì mình không chú tâm, đúng không? Mình không có chú tâm thì không thấy, nhắm mắt không thấy. Nhắm mắt không thấy, mình ra là không chú tâm không thấy. Mình nhắm mắt cũng không thấy luôn, và mình mở mắt mình chú tâm mình mới thấy. Đi thấy chưa? Mình mở mắt mình chú tâm mình mới thấy. Do đó mình mở mắt mình chú tâm mình mới thấy, thì mình mới thấy, mình mới biết. Thì cái tâm đó lại sanh ra, là nhãn thức nó sanh ra. Mà biết, biết nó là cái gì? Nếu mà mình biết á, là nó thỏa dục á, thì mình sanh tham. Mà biết không thỏa dục á, thì mình sanh là sân đối với nó. Như vậy thì nó thỏa con mắt của mình. Dục thỏa con mắt. Mà con mắt nó nhìn cái gì? Nhìn sắc phải không? Nhìn sắc pháp phải không? Mắt nó nhìn rupa phải không? Mắt nó nhìn sắc pháp. Như vậy thì con mắt nó nhìn thấy sắc, vì sắc làm cho thỏa mãn mắt. Vì sắc làm cho thỏa mãn sắc dục. Lỗ tai làm cái âm thanh thỏa mãn cái lỗ tai là thanh dục. Cái mùi nó thỏa mãn cái lỗ mũi là hương dục. Cái vị đắng cay chua chát nó thỏa mãn cái lưỡi, gọi là gì? Cái gì dục? Sắc thanh hương vị dục. Rồi bây giờ á, cái xúc chạm nó làm chúng ta thỏa mãn. Cái này nặng nhất á, cái thân mình có cái thân là mình chấp cái thân mình là tà kiến trên thân nặng nhất, nên cái xúc chạm nó rất nặng. Xúc chạm trong đó nè ha, có nóng có lạnh, có mềm, có vuốt ve, có mừng chớn, có dâm, mà một loạt cái trên thân của mình á, khi xúc chạm nó sanh ra cái thỏa mãn. Tắm thôi, kỳ cọ thôi, thấy nó cũng thỏa mãn nữa. Cái này chúng ta không nói thô, mà ở đây là nói pháp. Có nghĩa là mình không có gọi là né cái gì hết á, nhưng mà mình nói cái tế nhị thôi, không né gì hết á. Và tức đó để làm chúng ta thỏa mãn. Nhưng mà bây giờ mình nói nè, con mắt mình có phải là mình hay không? Con mắt mình có phải là mình hay không? Nó chết đi, mắt rẻ rồi. Mắt mình có phải là mình không? Chồng đen. Nếu là mình á, thì những người không có mắt thì sao? Không có mình á. Hiểu không? Bây giờ lỗ tai nè, là mình hay không? Lỗ mũi phải mình hay không? Cái lưỡi phải là mình hay không? Cái thân này có phải là mình hay không? Rồi một phần của thân có phải là mình hay không?
Ví dụ như cái tay là mình gì, có người ta cục mất cái tay gì mình đâu, người ta vẫn sống gì, mày hiểu không? À, thì cái ý nó cũng y chát vậy đó, cái ý nó cũng y chát vậy đó, nó không phải là mình đâu. À, quý vị, như vậy thì thỏa mãn dục thỏa mãn cho ai? Đây mình phân tích ra mà dùng tuệ, dùng tuệ mới có chánh chi kiến chứ. À, như vậy mình thỏa mãn dục này để thỏa mãn cho ai? À, mình thỏa mãn nó để cho ai, để làm cái gì, để làm cái gì để cho ai? À, quý vị, để làm cái gì để cho ai? Thỏa mãn dục để cho ai? Không cho ai cả, mà cho các cái nhóm đó đó, cho những cái không phải là mình, mà cho những cái không phải là mình mà mình lại làm nô lệ của nó. À, để sanh ra tham, mình làm nô lệ của nó, mỗi khi cái dục nó mất đi mình sanh ra sân, đang ăn nào lấy cái bực mình liền, đang thỏa dục đó nhưng mà hết thỏa dục bực mình liền, chứ đang sống hạnh phúc tiền ào ào tự nhiên phá sản, khổ không, sân luôn á. À, như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Dục nó sẽ làm cho chúng ta tuy là sướng tại chỗ đó, của cái thân mình có chút xíu thôi, của cái tâm mình có chút xíu thôi, nhưng mà sau đó nó khổ hết. Như vậy là sướng trước khổ sau, còn tại chỗ mà không thỏa khổ luôn. Như vậy thì dục ái sẽ sanh ra khổ tương lai. À, dục ái thỏa mãn khổ tương lai, không thỏa mãn thì khổ hiện tại. Vậy thì hiện tại tương lai khổ là do dục. Hiện tại tương lai khổ là do dục. Mà dục nó thỏa mãn cái gì? Thỏa mãn cái không phải của mình, không phải mình. Vậy thì nó không phải là của mình. Ví dụ như thỏa mãn mắt, mà mắt không phải mình. Có những người không có mắt đó, quý vị lấy gì thỏa mãn? Đâu phải mình đâu. À, chỉ là nó làm cái bộ phận duyên với mình. À, để mà sống thôi, lục nhập thôi. Như vậy thì tại sao mình sống, mình phải tìm, phải kiếm để thỏa mãn những cái không phải của mình? Đó gọi là vô minh ấy. Đó gọi là vô minh ấy. Cái nó không phải là của mình mà mình đi tìm kiếm, mình thỏa mãn với nó. À, cả đời và qua kiếp sau, và từ hồi thời luân hồi sanh tử cho tới bây giờ á, mình cũng làm có nhiêu đó à, rồi tới chết luôn. Có nhiều người á quý vị, chết á, dù có bà vợ bé hoài không chịu chết, tới bây giờ bé cầm cái nắm tay lên, thôi anh đi đi anh mới chết, rồi hứa anh đi em không có chồng, rồi lúc đó mới chết. Quý vị thấy không, trời ơi, chết mà còn vậy đó, chết mà còn dục tham vậy đó. À, quý vị chết còn dặn nữa chứ. Như cô bên Mỹ á, ông có ông chồng Mỹ có 80 tuổi, ông chồng Mỹ có 70 mấy nữa. Thế giờ đây lại cái di chúc ở trong cái hộp á, tính đâu á, để đi vàng bạc vậy về mới để lên câu: em chết rồi anh không được lấy vợ khác. Mà bà 80 rồi. À, quý vị thấy không, đau thương không? Đó, quý vị thấy chưa, người ta dục tới cỡ đó đó. Mà dục nó không phải là cho mình vậy chứ á, cho ai đâu á, cho từng cái bộ phận, cho những cái duyên vậy thôi hà. À, như vậy mà mình lại kiếm để mình thỏa mãn nó. À, quý vị, nên mình phải sanh thú ở trong tam giới. À, mình phải sanh thú trong tam giới. Vì cái này nè, mà sanh ra tâm hữu là sanh ra tâm phiền não. Tâm phiền não tức là tâm hữu. Tâm hữu là tâm gì? Tâm hữu là tâm của năng lực tái sanh. Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, tức là ba cái cảnh giới của tam giới thì tâm hữu nó sẽ đi tới. Tâm hữu tức là tâm năng lực tái sanh. À, có nghĩa là tâm phiền não đó. Vì không thỏa dục, vì thỏa dục sanh tâm phiền não. À, do đó mà chính tâm phiền não này nó tạo nghiệp, nghiệp nó sẽ dẫn đi ba cái cảnh giới đó. À, có hiểu không? Do đó mà không phải là mình cắn răng, à, mình không làm. À, quý vị cắn răng không làm. Có những người á quý vị, là người ta không muốn làm, tại làm thấy sai mà người ta vẫn làm. À, quý vị hiểu không? Như vậy thì cái đó là cái gì với cái gì vậy? Đó là sự chiến thắng của hai thứ. À, một cái là vô minh, một cái là tham ái. Ừ. Avijja, à, vô minh, một cái là tham ái, à, là tăng há. Bây giờ ha, cái mày vô minh, bây giờ á, có những cái mình làm bởi vô minh và có những cái mình làm bởi tham dục. Có những cái mình làm bởi tham dục, có những cái mình làm bởi vô minh. Bây giờ ví dụ nha,
Thấy biết rồi, thấy biết đó là sai, thấy biết đó là khổ, nhưng mà làm không? Làm. Tin không? Tại sao? Tại vì dục quá lớn, tham dục quá lớn nó chiến thắng cả tuệ. Mình thấy mình biết có nghĩa là tuệ phát sinh không? Là vô minh giảm không? Ai mà thấy mà biết có nghĩa là vô minh giảm, tuệ phát sinh. Nhưng mà tuệ phát sinh nó nhỏ quá, nó không đủ để chiến thắng được cái thằng dục này. Đó, quý vị thấy không? Và có những cái quý vị nó không phải là dục này, có cái không biết mà làm, có cái không biết, do không biết nên làm, thì đó chính là do vô minh nó sai khiến. Nhưng mà biết mình làm là do dục sai khiến. Như vậy thì không biết mà làm là do vô minh nó sai khiến, mà biết mà là vẫn làm là do dục nó sai khiến. Còn không biết mà làm luôn là do dục, do vô minh, thì ông này đọa sâu dữ dằn lắm. Có nghĩa là vừa dục mà vừa vô minh luôn. Có nghĩa là vừa tham ái mà vừa vô minh luôn. Mà vô minh là gì? Là cái không biết. Mà tại sao lại không biết? À, quý vị, tại sao lại không biết? À, thì người đó quý vị là bị có cái che mờ tâm. À, che mờ tâm. Cái che mờ tâm á, thì người ta gọi là chiền cái. Quý vị thấy không? Tại sao nó lại không biết? Tại vì nó bị che mờ. Thì đó gọi là chiền cái. Cái mà nó chiền cái là cái che mờ tâm. Và cái tâm nó bị mờ, à, thì cái đó gọi là si. Tâm nó bị mờ, tâm nó bị mờ là si. Còn không biết là vô minh, tâm bị mờ là si. Nó che tâm để không biết, thì đó được gọi là triền cái. Còn bây giờ á, mình biết nó là khổ, biết nó là đau, mà mình cứ tầm tứ hướng tới nó hoài, rứt ra không được, thì đó được gọi là kiết sử. Quý vị hiểu không? Thực ngữ trong nhà Phật đó, đó gọi là kiết sử. Vẫn biết, vẫn biết á, vì cái trong bài hát này, yêu là đau, yêu là sao, yêu là sao, bốn lắm á, gì đó, đó, đó bài bốn lắm á, nè, ôi đau lắm, ôi thương lắm, mà xa lắm, mà cái gì đó, à, rồi đau lắm, mà yêu lắm, à, bốn lắm đó quý vị. Như vậy, thì chúng ta mới thấy nè, muốn vượt qua được dục, thì phải có tuệ. Mình coi cây nó thỏa mãn dục, gì thỏa mãn dục, phải sắc thỏa mãn dục, gì thỏa mãn mắt, gì thỏa mãn gì giờ, hiểu không? Âm thanh thỏa mãn lỗ tai, thì thỏa mãn gì giờ, cái mũi thỏa mãn đó, tí xúc chạm thỏa mãn thân thôi thỏa mãn gì giờ, hiểu không? Rồi suy nghĩ tới thỏa mãn cái tâm thôi thỏa mãn gì giờ, à, mà chết đi rồi thì tâm tiêu diệt nè, trước khi chết tất cả tâm nó tiêu diệt, sắc thọ tưởng tức nó rã, sanh ra cái tâm cận tử, tâm cận tử tiêu diệt mới sanh ra tâm tái sanh, là hạt giống của thức của tâm tái sanh. Thằng này á, nó diệt đi mới có thằng kia, này chết nó khác nó sanh, này chết khác sanh, này chết khác sanh, à, đức đường luân hồi nghĩa là vậy đó. Nên á, cái người kiếp trước với cái người kiếp sau không phải là một mà không phải là hai. Chết thằng trước thì nó mới sanh ra lại sao? Tại vì tâm nó không dừng lại. Động lực để sanh, động lực để sanh là phiền não. Tại vì phiền não nó còn thì động lực sanh nó còn. Do đó phiền não hết thì động lực sanh nó hết. Động lực sanh này chính là phiền não. Bây giờ ví dụ á, làng này nó chết nó sanh ra này, này chết sanh ra này. Như vậy thì cái tâm cũ chết nó sẽ sanh ra tâm mới. Chết không còn gì đâu, còn tâm thôi đó. Không còn gì mà cái tâm này nó chứa cả nghiệp, nó chứa như gen di truyền của nghiệp vậy đó. Nó chứa gen di truyền của nghiệp, nó chứa các cái phiền não, là nó chứa các lậu hoặc đó. Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu và kiến lậu. Theo A Tỳ Đàm nó có kiến lậu. Kiến lậu nghĩa là gì? Là chấp thường chấp đoạn, gọi là kiến lậu đó. À, chấp thường chấp đoạn đó, gọi là kiến lậu. Như vậy thì tất cả những cái tâm đó nó làm cái năng lực để sanh ra tâm sau. Nó vậy thôi à. Như vậy sanh ra tâm sau, cái tâm sau mới nhảy vô tinh cha quyết mẹ, là có sẵn ở thế gian phải không? Tinh cha quyết mẹ cộng với cái tâm sau đó là năng lực tái sanh, sanh ra con người mới. Cứ như vậy hoài 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 hoài, à, chứ không phải là cái hồn nhập vô cái xác rồi chính cái hồn đó mới nhập tiếp nữa, nhập tiếp nữa. Không phải đâu có gì, mà là tâm thôi à, mà là tâm thôi à. Đó là tâm gì? À, thì chúng ta học cái A Tỳ Đàm nè mới biết nó là tâm gì, tâm gì, tâm gì, tâm gì khởi. Vì muốn chấm dứt cái dòng tâm đó thì mình phải chấm dứt cái năng lực
năng lực để tạo nên cái tâm mới. À, đó chính là phiền não. Nên người ta phải chấm dứt tất cả các phiền não, gọi là lậu hoặc. Nên cái người đắc thứ sáu là lậu tận minh đó. Thì cái đó là chấm dứt phiền này, chấm dứt sanh tử. Niết bàn, Nibbana, gọi là Niết bàn. Nó đơn giản thôi ha. Nhưng còn cái mình làm, cái mình giàu đó, thì nó không đơn giản. Tại vì cái thói quen, thằng dục này nó lớn nè, thằng tham sân si nó lớn nè, thằng dục nó lớn nè, thằng vô minh nó lớn nè. Do đó lúc đó là càng nào lớn thì mình phải đối trị thằng đó. Ông nào dục nhiều quá thì phải đối trị ông dục. Biết rồi đó, học hết trơn rồi đó mà vẫn làm tà bậy không à. Làm bậy là gì? Là dục. Tham đó nó bắt mình làm đó. Tin không? Lén. Lén làm, không ai thấy làm. Làm trong đêm. Nè, dần dần. Đừng có nói không có. Bây giờ đừng nói không có. Ai không có, nhưng mà kiểu này kiểu khác thôi. Cái hình thức á, thì khác nhau, nhưng mà cái tâm dục là giống nhau. Để thỏa mãn mắt, ban đêm đáng lẽ lấy iPad, iPhone, laptop đi ra xem kinh. Không xem kinh đâu. Ông nào mê phim thì xem phim. Phim có trăm ngàn loại phim khác nhau nữa. Ông khoái phim võ thực, ông khoái phim á, kiếm hiệp, ông thì phái phim á, là tàu, ông phái phim tình cảm, còn ông phái phim độc nữa. Quý vị hiểu không? Để thỏa mắt. Thỏa mắt với thỏa gì? Hai cái thỏa cái ý căn nữa. Thỏa ý căn thì thỏa mắt. Ý căn và thỏa mắt bởi dục. Vậy thôi, cái gì đâu. Quý vị, rồi ông không phái nhìn á, là không khoái bằng thỏa mắt phải không? Thì người ta kiếm thỏa lỗ tai, bắt đầu bắt nhạc lên. Bắt đầu bắt nhạc lên. Em có ngày hôm qua, em có ngày hôm qua nó bắt lên rồi vừa nhịp, gãy đùi gãy tai nữa. Nghĩa là để thỏa mãn lỗ tai. Có người là xịt phòng hoặc là hút thuốc 3 số 5, trời nó thơm bát ngát kéo lên cái thơm. Rồi nè. Rồi có người á là đi kiếm nước rồi uống rồi thỏa mãn cái lưỡi, nước phải đập này đập kia bỏ vô kêu tốt pin. Bỏ cái tốt pin vô á. Cái tốt pin bây giờ ví dụ như mà uống trà sữa. Bỏ trái cây rồi bỏ cái cục này cục kia trên cho nó tốt pin. Nè, đó thấy không? Ăn đó trời, ăn ngon dễ sợ luôn, có gì không? Để thỏa mãn cái lưỡi. Còn như mấy cái đó không ấp phê nữa, giờ kiếm thỏa mãn cái thân nè. Hiểu không? Kiếm thỏa mãn cái thân nè. Thỏa mãn cái thân có nhiều thứ lắm. Thỏa mãn thân nhiều thứ lắm. Có ai đi kiếm cái thân khác thỏa mãn thân này không? Đó là một chuyện. Rồi chính thân này thỏa mãn thân này là một chuyện. Rồi máy lạnh, quạt để thỏa mãn chuyện, rồi tắm rửa vân vân bao nhiêu thứ, rồi nằm niệm im gối im rồi massage tưng đó quý vị không thấy mấy chỗ massage đó vô chỗ nó nằm đó thỏa mãn cái thân thấy không như vậy quý vị. Tất cả cái mình sống cho cùng những cái mình đi tìm đi kiếm khát khao dục, thỏa dục tận cùng luôn đó. Quý vị tin không? Tất cả các hành động, tất cả các hành từ dục này luôn nè. Mà dục nó lại thỏa mãn mắt. Mắt phải của mình. Thỏa mãn lỗ tai phải của mình. Thỏa mãn thân phải của mình. Thỏa mãn lưỡi phải của mình. Thỏa mãn ý căn phải của mình luôn. Chết rã tan ý căn luôn. Không phải của mình luôn. Như vậy mà cuối cùng mình đi tìm thỏa mãn cho nó, có phải ngu không? Ngu gì vô minh không biết. Quý vị hiểu không? Vô minh mà không biết. Nên cái người nào muốn mà đoạn được cái này quý vị, muốn đoạn được này thì phải có chánh kiến, phải thấy, phải phân tích. Cuối cùng mình làm đó để được cái gì? Kéo hơi đá rồi xong, rồi quay lại cái cũ. Mà không có cái để kéo nó khổ hơn nữa, nó hành hạ mình thêm nữa. Mà thỏa mãn cho ai? Thỏa mãn cho mắt tai mũi lưỡi thân ý thôi, chứ thỏa mãn ai? Mà nó phải mình chết đi tan rã hết nè, các quẩn tan rã. Quý vị không? Chết đi á là sắc tan rã, các quẩn tan rã. Nên
trong một cái bài kinh trước khi chết đó, Ngài Xá Lợi Phất lại khai thị trong cấp cô độc. Mà quý vị biết là ông cấp cô độc á là ông giàu có gian danh thiên hạ. Nhưng mà khai thị gì quý vị biết không? Ngài Xá Lợi Phất á khai thị một cái pháp xả ly. À, một pháp xả ly. Ngài Xá Lợi Phất trước khi chết, cái này là một cái bài học để cho chúng ta mai mốt đi khai thị người ta pháp xả ly nè. Khai thị pháp xả ly là pháp làm thánh á quý vị. Ngài Xá Lợi Phất á một lần á thì ngài khai thị tam quy. Một lần á thì ngài khai thị á, về là từ bi. Tức là quán từ bi. Một lần thì tam quy, một lần tam quy. À, tam quy không ngũ giới. Cái người mà quy Phật, quy pháp, quy tăng á, Ngài Xá Lợi Phất giải thích là Đức Phật sao sao đó, Đức Phật là ở trong kinh điển Pali á nói Đức Phật có 9 cái danh hiệu. Ứng cúng chánh biến tri mình hành túc thiện thể gì đó, chứ không có Như Lai. Còn trong á Bắc Truyền thì thêm Như Lai nữa là 10. Như vậy nói chung là quy Phật, quy pháp, quy tăng. À, mình tôn kính Phật, ai mà tôn kính Phật có quý vị mãn đời tu ngon lắm. Tại tôn kính Phật không phải tôn kính Phật là nói Phật ở trên trời mình tôn kính đâu, mà mình phải suy nghĩ rằng Đức Phật thân phận cao quý vậy đó, mà ngài á ôm mình bác, mặc y bá nạp giá y á, trong nghĩa địa ngủ dưới gốc cây. À, quý vị tu biết bao nhiêu năm trời đi ăn á, khất thực ăn xin. À, uống nước ở dưới dòng sông. Mà ngày bao nhiêu năm trời để chi? Ngày tìm có con đường giác ngộ, ngày dẫn thiền định, ngày tu tập. À, cách này không được, cách kia nỗ lực chuyên cần, tinh chuyên nỗ lực. Chứ đâu phải Đức Phật tự nhiên đắc quả Phật đâu. Ngài phải đoạn hết tất cả tham sân si phiền não lậu hoặc vô minh dục của ngài bằng trí, bằng trí tuệ bát nhã của ngài. Thì ngài cố gắng nỗ lực theo Bắc Truyền là 11 năm. Theo Nam Truyền cũng 6 năm, nói chung là ngài tu từ 6 tới 11 năm ngài mới đắc. Còn bây giờ mình mới nhảy vô ăn mấy hột tương mà đồ đắc, đắc cái gì? Căn cơ ngài lớn vậy đó mà ngài tu cỡ đó. À, quý vị bây giờ mình nhìn mình ngầm mình suy nghĩ coi, mình ăn miếng không ngon Đức Phật ăn ta cho trong cái bình bát mà. À, quý vị tùm lum đổ chổng nó nguội lạnh vậy đó mà Đức Phật ăn. Rồi mình ngủ ở chỗ không ngon lành, ngủ một phòng 2-3 người, giờ yêu cầu phòng ngủ một người. Mà trong khi Đức Phật ngủ dưới gốc cây. Không mền chiếu gì trơn á, cái y quấn lại cái này là ngủ luôn à, dưới gốc cây. Mà quý vị ngủ dưới đất, hơi đất nó lên. À, quý vị ngủ nằm trên cỏ, ngủ dưới đất, vị hơi nó lên. Mà đêm mà mưa như hồi nãy cái coi quý vị thấy thảm những cái người đi khất thực, những khất sĩ ngày xưa như Đức Phật á. Mưa rừng cái con thảm dữ lắm, mũi dữ dằn lắm, phải ấy lại. À, rồi nằm ở dưới gốc cây đó, rồi ướt nữa chứ, phải lấy lá che đồ lại, kiếm cây bự hơn, dần dần. Như vậy mà chí nguyện tu tập của ngài vậy nể không? Cái đó là nể cái hạnh tu thôi, còn tới sự giác ngộ nữa.